Dạ, đi vô. Vô á. Cậu Tư đói à. Ôi gì thấy thương quá à. Ôi, oh my god. Chạy cái lăng tăng à. Quay con. Trời ơi. Hôm nay cả nhà đi ăn đang lớp sờ lâu lắm rồi, từ hồi Covid tới bây giờ á. Nó mới cái cho ăn lớp sờ lại. Đi ra ngoài. Mà nó cho ăn lớp sờ này kiểu lớp sờ buffet á. Okay. Wow, lâu lắm rồi mới lên sập bài lại. Từ hồi Covid tới giờ luôn. Di ơi, Di đẹp quá vậy. Di với nội đẹp quá à. Ngon mẹ. Ngon. Dạ Di nè. Đó, đẹp gái ghê luôn á. Cảm ơn cậu Tư lấy bàn. Thì tới là phải đi bằng nút với cậu Tư luôn nha. Hai sis. Lobster time. Em lấy con nè. Lấy con nè. Con đầu có đẹp quá trời luôn. Ăn 10 con bữa nay không? Gần 3 năm rồi mới được ăn lobster mà buffet kiểu này. Lúc trước ở nhà hay đi ăn ở Jackson Rancheria, 50 mấy đồng người hả? Thế nó luôn là 60 đi. Mà một lần mình đi lấy nó bỏ vô cái thùng nha. Bỏ vô cái thùng nha, hai con với cua. Mình thì mình thích ăn cua, thích ăn tôm hùm thôi. Đóng lên nghi ngút. Nãy giờ ăn 3 con, cái này 2 con nữa là 5 con. Bữa nay lên thôi chẳng chục đi. Ôi trời. Thôi đừng nói nha. Ăn tới đâu hay tới đó nha. Mời cả nhà. Chạy nước miếng nha. Con hả? Con thứ 4. 2 con rồi. Giờ 2 con mới chịu ăn. Ừ. Ngon quá. Mời cả nhà nha, mình lại khoái ăn cái gạch. Ừ. Ngon lắm. Đó, hồi lúc trước nó chỉ có mở thứ 6 thôi. Tối thứ 6 thôi. Ê, ngày thứ 6 rồi bữa nay nó mở thứ 6, thứ 7 chủ nhật. Bữa nay thứ 7 nè. Thì ở đây nó không có cho vé, không cho số, ai tới sớm thì ăn sớm, được vô sớm. Thằng em hồi nãy nó lên sớm là đúng ra là nó là người đầu tiên vô luôn, mà mình không biết, mình lái xe lên trễ. Cho nên phải chờ người ta ăn xong mới có bàn mới được ăn. Thank you cậu Tư. Bữa nay đi ăn chỉ có gia đình ha. Bánh tối là ngon. Cái này không phải là khoe khoang gì nha, mà tại vì mình thích ăn quá. Thank you. Được 2 con à. Thank you. 2 con. Mà sao ngộ? Mình mua tôm hùm ở nhà mình luộc ăn không có ngon bằng đi lên ăn ở sòng bài. Phải không? Hả? Ở nhà mình cũng có mua, mà mua Costco á thì nó không có đầu, không có ấy, thì mình nói tại vì á nó không tươi. Mình đi chợ Việt mình mua tôm hùm tươi rồi mình luộc ăn. Cũng không ngon bằng là vô sòng bài nó ngộ vậy đó. Làm như là cái không khí. Ngon lắm. Rồi. Any particular place I can take with? Any place? No, we good. Thank you. We good. Đại chưa? Thank you. Nói được chứ? Còn để rác để giữa được. Ngon dữ. Thẩm đài á. Mình xuống được 7 phao. Bữa nay ăn này về chắc lên lại. Ở nhà chị hai đang ghé đó, bên xuống được 7 phao á. Chuyến này chắc chết rồi. Ở bên nào? Này nước này của ai vậy? Không biết, của chị hai bên đây. Nước này nước cắn à? Nước này nước cắn á. Đi đi đó. Mà đi ai muốn uống nữa. Con này là bốn con. Một bữa ăn này phải đây ép cùng cả tuần luôn chứ, nó ba bữa. Bữa nay đi chỉ có ba mẹ, em trai, em gái, con cháu, ông xã không có đi, hai đứa con không có đi, em dâu không có đi, em dâu ăn chay đâu có đi ăn mấy này. Mà thích phải cái này, cái gạch á.
Ngon lắm. Ăn no đi con. À biết. Nó mới nó luộc lắm. Nó luộc, lúc nào nó đánh bắt lên nó luộc rồi. Về đây nó luộc lại mà. Ăn hết tờ. Phải lấy làm chỉ ra. Thơm thơm hai chỗ, đằng kia cũng có nữa. Đằng kia cũng có. Cũng có tôm hùm luôn. Tôm hùm nó đi chay. Nó làm hai bên để cho đánh. Không có bị đông á mẹ. Nó mới dồn một chỗ. Bạn nào không thấy á. Nhiều người á ăn tôm hùm á ăn với bơ phải không? Mình á là mình thích á chanh, nặng vô đây lấy chanh á. Nặng thiệt là nhiều vô đây. Chanh nằm nữa đi. Nữa hả? Hết hả? Mẹ hết hả? Ok. Sẵn mình quay cảnh nào làm nước sốt luôn ha. Cô ba bữa nay cũng phát khỏi đây ép con này dẹp chanh, lấy chanh thiệt là nhiều nặng như đây hả? Nặng gì không ăn nữa thôi ăn ăn cũng ai xin không mà đi lấy bà dắt con đi lấy ok từng ơi cho miếng cái gì đó đi. Chấm luôn đi. Tiêu muối. Đây gì vậy? Tôm thôi. Mắc teo sao? Muối. Ít muối này. Không có cua mà đường. Đường. Cua mà tiên gì đó. Đường. Ở đây chủ yếu là tôm hùm thôi chứ đồ ăn mấy món khác ít lắm. Mời đi em. Thêm bịch đường này nữa. Tại vì mình ăn chanh nhiều nó bị chua nên em phải thêm tí xíu đường. Chứ cái vị của nhà mình ăn là phải hơi ngọt ngọt. Vị người miền Nam. Ăn hết con thứ 4 rồi. Chắc còn con thứ 5 trên dĩa với Bi đưa con nữa là con thứ 6. Chắc có vẻ thấy hơi ngọt. Nhưng mà nếu mà ráng 4 con nữa thì maybe. Quậy đều lên nè, nước sốt để chấm tôm hùm hết sảy luôn à. Nói chung là nước sốt này chấm tất cả tôm thường, mình là khoái ăn nước sốt kiểu này nè. Rồi bây giờ tiếp tục cái sự nghiệp ăn tôm hùm. Mình khoái ăn cái đầu đi, cái nhiều quá ba không. Chút nữa rồi đi rửa tay hả con, chút nữa ha. Bi con này cho Bi nè. Này không có gạch. Thằng em trai thì nó không có khoái ăn cái gạch đỏ. Mà nhà mình ai cũng khoái gạch đỏ hả. Con có gạch đỏ. Mày. Này con này con thứ 3. Đâu? No. No, con này con thứ 4. Tại nãy con lấy con đâu? Bi ăn rồi. Ờ. Lấy ít thôi, nhiều chảy. Chừng nào ăn nữa lấy nữa. Cái số nó cực. Thằng Bi á, đúng ra số nó phải sướng thôi mà nó cực. Hồi đó chưa có vợ thì chăm cháu, giờ có con, có vợ có con chăm con. Số nó đúng ra phải sướng thôi cực. Bởi vậy, bởi con mới nói số nó đúng ra phải sướng. Ăn bóc luôn. Lên này mà sao mà không ăn bóc được. Ngon nhất là chỗ này. Hồi xưa là có bùm thao. Từ nhà chạy lên bùm thao gần 2 tiếng đồng hồ mà cũng phải đi. Đi hoài luôn, đi riết hả. Con lên cân là tại nhịp ăn ba cái quỷ buffet này nè.
chứ gì nữa. Happy ha. Chút nữa mình đi rửa tay thấy con ha. Sạch ha. Trong sạch phải rửa mắt đó. Bây giờ đổi qua ăn cua tuyết. Chị hai biết đường đi mà. Nói bà Diễm ơi, lái xe cẩn thận. Cẩn thận. Về cái dân chúng ngủ á. Cái đồ ăn là chỉ có như đây ra tròn. Ừ, đi vòng đi, đi coi đi. Sao con không thích ăn cua à? Cũng được. Cái gì nó mặn mặn, cua tôm hùm. Con nít có nhiều đứa nó thích ăn cua tuyết thôi, tại vì dễ lột. Cái chỗ càng nó bẻ bẻ ra cái nó ra. Khung cảnh đây cũng đẹp, trang trí rồi á, cũng đẹp á. Sáng sủa, sạch sẽ. Đừng quên ta, đừng quên ta. Hai Di, cậu Tư đã dặn mấy con rồi? 4 con hả? Đi du xem. Ăn 4 con rồi, giờ thêm dĩa salad này nữa thôi, chắc không bị lết gì luôn quá à. Lết không? Chắc không lết hả? Chắc không lết, oh my god. Mạnh năng thiệt. 5 con, không nổi nữa. 6 con. 5 con, không nổi. Trời ơi, mẹ ăn 6 con, 3, 6 con, con 5 con, Bi 5 con, Bi Lì 4 con, 4,5, tại lấy cho ba ăn. Bỏ tôi chị ăn cho. Mà nói ăn dessert rồi, mấy con tâm hồn mà ăn dessert? 6 con. Ít quá hả? Dạ. 6 con với lại ăn. Bắt đầu ăn cắt điện rồi. Dạ, ăn bánh, cắt luôn. Hai bà nội à, bà nội với cháu nội kìa, thấy ghét không? Gì thấy thường quá. Thôi nãy giờ hết nhiêu? Ồ, xe nó đây hả? Đó nè, nó chạc điện nè. Ba Di. Trời ơi, nắng người ta lấy tay che nắng đi nè. Đó, mốt đi đâu phải đeo mắt kiến này mới đẹp nè. Thấy ghê mà là thấy đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá đó. Đẹp quá trời luôn á. I like it. Con nói chưa? Dạ nó. Ok bye con. Bye bye. Try safe home boy. Rồi bye. Bye mẹ. Ờ mẹ đi con hả quên. Con ăn no rồi. Con thua hết tiền giờ con sản rồi. Thua mình sao vui vậy?